Rồi, Auto Style xin được mến chào các bạn. Ngày hôm nay thêm một siêu phẩm Ford Raptor 2023 màu xám ha. Anh khách thì lên full combo bên ngoài, dàn âm thanh bên trong và một số tiện nghi nữa bạn. Số tiện nghi cũng không thể thiếu khi chúng ta nâng cấp xe ha. Các bạn thấy nhìn từ đầu xe, một cái xe rất là khảnh khẳng luôn các bạn. Rất khá là đẹp ha. Đi cùng với đó là những chi tiết rất xịn luôn các bạn. Hammer, fuel, một góc 45 độ nữa các bạn. Chúng ta thấy phần đầu xe tuyệt vời các bạn. Bộ mâm fuel này vẫn nổi, vẫn đẹp so với từ đời trước đến đời nay luôn các bạn. Mâm fuel Milati cùng với mâm kình vật, hai mâm quá đẹp luôn ha. Đây là fuel chính hãng các bạn. Đó. Dàn mâm này thì chúng ta phải giữ, chúng ta đi chúng ta vẫn giữ lại bộ lớp zin được ha. Không cần phải tháo ra. Mâm 17 cùng size với xe luôn. Chúng ta lên cái bộ mâm chúng ta sẽ thấy một cái dáng xe nó đẹp hẳn luôn các bạn. Và anh khách toàn nâng cấp những chi tiết rất xịn sò luôn trên xe này các bạn. Chi tiết về thứ nhất là cái cản Hummer, cản trước Hummer hàng chính hãng nha các bạn. Đó, bạn thấy rất đẹp luôn ha. Cái cản này thì nó ôm sát lên, nó không giống như Ford Ranger các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy một cái cản trước của Ford Ranger Hummer thì nó sẽ không được liền giống như Ford Raptor. Nên cái việc mà chúng ta nâng cấp từ xe Raptor lên cản Hummer thì nó đẹp ha, siêu đẹp luôn ha. Trên cái cản này thì nó có những cái đèn xi nhan và đèn xi mù gầm luôn các bạn, đầy đủ luôn ha. Xi nhan led chạy cũng khá đẹp. Mình đánh xi nhan cho các bạn xem. Đó. Chạy kiểu móc câu các bạn, rất đẹp luôn ha. Rồi, một số chi tiết nữa ở bên hông xe là cái bộ mâm thì mình cũng vừa chia sẻ cho các bạn luôn. Đó. Anh khách này anh còn vô thêm cái ceramic nữa các bạn. Ceramic anh chọn là cái mã GB của Mỹ ha. Khi mà chúng ta nâng cấp xe, chúng ta vô phần ceramic, xe chúng ta để ngoài nắng nó sẽ ánh một màu rất đẹp luôn các bạn. Để tạo một cái bề mặt thật là bóng các bạn, trước khi công đoạn ceramic á, thì mình phải đánh bát bề mặt full xe thật là nhẵn ha. Mình phải đánh bát là 3 bước để cho bề mặt đảm bảo bề mặt sơn nó thật là nhẵn, để những cái chất mà bụi bẩm nó không bị bám vào xe, chúng ta vô ceramic nó mới an toàn ha. Và trong những cái mà để ceramic đẹp thì cái việc đánh bát là một trong những cái việc quan trọng nhất luôn các bạn. Bên mình làm ceramic là gói cao cấp, ceramic GB của Mỹ, thì trước khi mình vô ceramic GB của Mỹ mình đánh bát ha, nên cái giá của mình thật sự cũng không quá cao à. Nếu bạn so sánh với lại những cái đơn vị mà chuyên làm ceramic á thì cái giá của mình chỉ có 11 triệu thôi. Nhưng mà bên mình làm full đánh bát luôn 3 bước vô ceramic nữa, nên cái bề mặt của xe của bạn sẽ cực kỳ bóng luôn các bạn. Nếu mà chúng ta xử lý bề mặt nó xòe xòa ha, rồi chúng ta phủ ceramic nó không đúng chuẩn á, thì có một số đơn vị họ lấy 5-6 triệu thì mình nghĩ như vậy thì nó cũng rất là khó để tạo một cái sản phẩm đẹp các bạn. Đảm bảo cái thành phẩm phải đẹp thì chúng ta phải vô công đoạn ceramic, vô công đoạn đánh bát rồi kỹ ha. Anh đang cũng đang trong quá trình chăm chút từng chút một luôn cho xe khách hàng, để làm sao ra một thành phẩm, ra một cái chiếc xe mà mình mang lại sản phẩm thật sự là ưng ý cho khách hàng ha các bạn. Một xe Ford Raptor màu xám quá đẹp luôn ha. Các bạn có làm ceramic thì cứ ghé bên mình nha. Để ra một thành phẩm đẹp nó còn cả một quá trình các bạn, nên các bạn cũng đừng so sánh về giá khi mà chúng ta so sánh một cái công thức làm, kỹ thuật làm và cái nguyên vật liệu trước khi chúng ta làm nha. Xuất sắc luôn. Rồi, phần bên hông xe nữa các bạn. Xe này thì có khá nhiều chi tiết chúng ta cần chia sẻ ha, nên mình sẽ đi nhanh hơn một chút xíu. Các bạn, ở bên hông xe nè. Ở bên hông xe thì anh khách còn vô thêm bộ tem 3.0 V6 nữa các bạn. Đây là tem dạng lụa, tem phản quang nên chất liệu của nó sẽ dày hơn, nó bền màu hơn so với những dòng tem khác. Trên thị trường thì nó có 4 dòng tem. Tem phản quang, dòng cao cấp nhất là dòng này các bạn. Thấp hơn là có dòng ca mây, thấp hơn nữa là do có dòng tem phổ thông. Thấp hơn nữa thì có dòng tem siêu rẻ các bạn. Cũng tùy vào mẫu ha. Tem phản quang, tem dạng lụa các bạn, trong những dòng tem rất xịn sò luôn. Tem này là trong những dòng tem của ba em, chất liệu keo là ba em. Đề canh cũng là ba em luôn ha. Và nó mắc hơn những dòng tem khác và chắc chắn là không bị bay màu, không bị sờn màu khi chúng ta sử dụng qua năm qua. Rồi, chúng ta đứng từ phía sau chúng ta nhìn lên nè các bạn. Góc 45 độ ha các bạn. Các bạn sẽ thấy một cái sự hài hòa từ cái bộ mâm, bộ tem và cái phần cản trước, cản sau của Hummer luôn các bạn. Khi mà chúng ta vô cái bộ mâm này thì cái khoảng cách từ cái ốp của bánh với lại cái mâm nó tầm khoảng 2cm thôi các bạn. Nó vừa đẹp và nó không đưa ra quá nhiều, nó không có lõm vô trong quá nhiều, nó tạo một cái góc nhìn nó đẹp, nó hài hòa với cùng cái xe các bạn. Bộ mâm màu vàng đậm kết hợp cũng lại bộ tem trên cái nền xe màu xám mà mình thấy cũng khá là hợp nha các bạn.
Mình còn thêm vào cho anh khách là cái chắn bùn AOB dạng cao su đúc nữa các bạn, để cho nó việc mà nó đưa ra nhiều để hạn chế vấn đề mà bắn nước lên mà nó văng vào hai bên thành xe, dễ bị dơ ha. Rồi ở phần phía sau đó là cái cản Hummer các bạn, trong những cản Hummer cũng chính hãng của nhà Hummer luôn nha, rất đẹp luôn các bạn. Khi mà mình bán thì mình có để một cái mã tem ghi ở đây đó, để chúng ta có thể check được Hummer thiệt Hummer giả. Và trên thị trường thì với những hàng mà thương hiệu giống như vậy thì khá là dễ làm giả làm nhái ha các bạn đó. Nên chúng ta mua thì chúng ta tìm những đơn vị trung tâm uy tín thì chúng ta chọn những cái mã Hummer chính hãng ha, cho nó đúng các bạn. Rồi bộ tem thì gồm có những chi tiết ở phần đầu xe, hai bên đuôi xe và phần đuôi xe nữa các bạn đó. Anh khách lên mâm thì mình trả về cho anh khách những chi tiết về mâm zin các bạn, mà bên mình tất cả những chi tiết mà tháo ra từ xe của khách thì mình đều trả về cho khách hết ha. Khi nào khách có nhu cầu bán lại mình sẽ thu lại ha. Còn cái bộ mâm, cái nắp thùng cuộn điện mình cũng vô cho anh khách nắp thùng cuộn điện trong những cái mẫu mà của Hummer luôn các bạn. Hummer rất tiện và dễ xài luôn, chúng ta có thể dùng nhiều cách các bạn. Chúng ta có thể ấn qua cái nút ở đây nữa nè các bạn. Chúng ta có thể mở qua app, rất tiện luôn ha. Trong những mẫu của Hummer hàng của Thái Lan, những cái đồ của Thái Lan thì các bạn biết nó đều sản xuất ở một cái độ chất lượng cao, độ tinh xảo và cái thành phẩm thiết kế hoàn chỉnh sau này các bạn thì nhìn nó sẽ đẹp hơn ha. Rồi ở phần nội thất nữa các bạn, nội thất mình sẽ chia sẻ về cái ghế phía sau trước nè. Mình cũng đã vô ghế trượt điện hàng 2 dòng cao cấp cho anh khách luôn các bạn. Đây, bên mình chọn cho anh khách là cái mã bảo hành 5 năm nha. Cái mã này thì nó không làm cái đùi chúng ta cao lên à, cái đùi là phần này. Một số cái trượt điện của hãng các bạn, khi mà chúng ta vô á, thì cái phần đùi này nó sẽ cao lên giống vậy nè các bạn. Chúng ta ngồi cảm giác dẫn lên rất khó chịu luôn ha. Và nhiều anh khách làm của hãng xong qua bên mình phải bỏ cái trượt điện đó và thay bằng cái trượt điện của mình. Trượt điện của mình cái ưu điểm là cái motor nó khỏe, trượt êm. Một người ví dụ hai người ngồi phía sau khoảng 150kg nó vẫn trượt ngọt ngào lên xuống ha các bạn. Có số trượt khác á, thì khi mà chúng ta vô vận hành ký tầm khoảng hai người tầm khoảng 70-80kg thì nó cũng đã trượt khá là vất vả ha, nó bị giật. Trượt này thì mình tự tin bảo hành cho các bạn là 5 năm nha. Mình đang ngồi trong khoang nội thất của xe Ford Raptor 2023 các bạn. Và mình cũng đã trang bị cho anh khách một số món ha. Thứ nhất là về âm thanh đi các bạn, mình đã vô dàn âm thanh loa trung tâm. Mình đã trang bị cho anh khách thêm cái dàn loa focal các bạn, loa focal trung tâm ha. Kết hợp với đó là cái dàn súp điện Helix để phía sau lưng ghế, khá là hay các bạn. Đây các bạn à, cái combo âm thanh này khá hay. Mình để cái súp điện Helix trong những cái mã súp điện đánh khá hay các bạn. Chúng ta bật lên chúng ta sẽ cảm nhận được cái độ bass và những cái bản nhạc nó sẽ hay hơn, nó feeling hơn rất nhiều. Kết hợp cùng với đó là cái loa trung tâm focal. Chúng ta có thể chọn mã Vitalio của Ý cũng được ha. Trong những sự kết hợp mình nghĩ cũng rất cần thiết luôn. Trong một khoảng không gian nhỏ giống như vậy thì đây trong những combo là mình nghĩ giá hợp lý nhưng mà âm thanh hay nha các bạn. Rồi đó là về âm thanh ha. Mình trang bị cho anh khách thêm cái hộp Anabox Vietmap PS10 các bạn. Dòng hộp Vietmap này là RAM 8GB luôn ha, tốc độ nước khá nhanh. Khi mà chúng ta đi đường xa, chúng ta có những cái Android giống như vậy, chúng ta sẽ chuyển màn hình của chúng ta qua màn hình giải trí các bạn. Rồi các bạn thấy khi mà chúng ta chuyển qua cái giao diện của Android, các bạn thấy nước khá mượt ha. Và chúng ta có nhiều cái công cụ để chúng ta có thể lựa chọn các bạn. Ví dụ chúng ta chọn cái map của Google Map, chúng ta ra một cái lệnh. Dẫn đường tôi tới chợ Bến Thành. Đi về hướng bắc lên đường số 3 về phía đường số 6A. Rất tiện. Sau đó rẽ trái vào đường số 6. Rất tiện và dễ xài luôn ha. Ví dụ chúng ta search những cái quán ăn. Kiếm quán bún bò gần nhất. Đây các bạn, nó sẽ xuất hiện một list các nơi bán bún bò ha các bạn. Chúng ta sẽ chọn chỗ nào có 5 sao đánh giá tốt các bạn. Ví dụ như bún bò Huế Trung Sơn đây, chúng ta bấm đường đi sát bên chúng ta luôn. Cái việc này khi mà chúng ta đi xa, chúng ta đi vào những cái tỉnh mà chúng ta không quen đường, không quen tìm chỗ buôn bán, chúng ta ra những cái khẩu lệnh này cực kỳ tiện dễ xài luôn ha các bạn. Và đây chúng ta có thể trải nghiệm những cái phần mềm âm thanh giống như Spotify, phần mềm âm thanh không bản quyền.
Có nghĩa là Vietmap PS10 đã mua bản quyền của Spotify rồi, chúng ta nghe chúng ta không cần phải mua bản quyền nữa ha. Khá là nhiều chức năng chúng ta có thể trải nghiệm. Vietmap Live cũng được ứng dụng sẵn luôn rồi các bạn. Chúng ta nghe YouTube. Rồi, cái đó là phần về phần giải trí ha các bạn. Phần ốp trung tâm này mình trang bị cho anh khách luôn một cái ốp trung tâm carbon ha, để chúng ta có thể lau chùi vệ sinh dễ dàng sạch sẽ hơn các bạn. Rất gọn và tiện luôn ha các bạn. Mình sẽ test thử cái dàn âm thanh khi mà mình vô cái loa trung tâm focal và cái súp điện headless phía sau ha các bạn. Chúng ta sẽ nghe âm thanh rất hay luôn ha. Mình đang trong quá trình đi cân mâm bấm chì chỉnh thức lái cho anh khách khi mà mình nâng cấp xe cho khách ha. Mình sẽ mở cái bài Vỡ Tan của Hiền Hồ. Trịnh Thăng Bình các bạn. Phía trước có camera theo dõi vượt đèn đỏ. Súp điện của Helix trong những cái mình nghĩ là rất giá trị luôn ha. Có nhiều bộ chúng ta tắt mở, chúng ta min mát này chúng ta không cảm nhận được luôn các bạn. Mà với bộ Helix này là quá tuyệt vời. Bây giờ mình đã tới chỗ cân mâm bấm chì trên thước lái các bạn. Đây là trong những combo mà chúng ta nên làm mà phải làm luôn khi mà chúng ta vô mâm ha. Có số đơn vị thì họ không chú trọng việc này, nhưng mà mình thì cực kỳ chú trọng việc này các bạn. Đây là trong những cái hệ số về an toàn và trong những cái để giúp cho cái tuổi thọ của cái bánh á, chúng ta sẽ xài được thời gian lâu hơn, dài hơn ha. Thì khi mà chúng ta thay mâm thì chúng ta gắn cái mâm vào cái lớp zin. Khi mà chúng ta xoay á, thì chắc chắn số vòng xoay nó không có đủ là một hình tròn nhất định đó các bạn, nó sẽ bị méo thì chúng ta sẽ bấm chì lại để cho cái vòng quay nó thực sự là tròn ha. Song song đó khi mà chúng ta lắp vô thì chúng ta phải cân mâm chỉnh thước lái nữa các bạn. Có nghĩa là chúng ta phải đảm bảo được cái bề mặt lớp nó phải tiếp xúc với mặt đường 100%, ít nhất là khoảng 98-100% ha. Thì khi mà chúng ta lắp vô thì nó sẽ có sự sai số về cái lớp mâm độ so với lại mâm zin đó các bạn, thì nó sẽ làm nghiêng cái bề mặt tiếp xúc của cái lớp chúng ta. Nhưng mà chúng ta không cưng mâm chỉnh thước lái á, thì nó sẽ làm bị nghiêng và lớp chúng ta sẽ bị ăn mòn một bên các bạn. Đây quá trình đang cưng mâm nè, chỉnh thước lái nè các bạn. Đó, hai cái bánh bên trái đã ok ha. Bây giờ mình đang cưng hai bánh bên phải qua cái bộ công cụ, và trong bộ này trong những chi tiết cũng khá là mắc tiền các bạn. Nó phải có những nơi chuyên về cưng mâm chỉnh thước lái luôn. Mình đang cân chỉnh làm sao cho bề mặt nó tiếp xúc thật là phẳng ha. Và nó có hai chi tiết trong quá trình cân. Thứ nhất là chúng ta căng cho cái bề mặt lớp nó thật là phẳng. Thứ hai, sau khi bề mặt lớp nó căng thật là phẳng là chúng ta phải cân lại cái tay lái để cho nó thẳng so với lại cái mũi tên ha các bạn. Nghĩa là lớp thẳng, tay lái nó phải thẳng cùng một điểm luôn, thì như vậy nó mới ok được ha.
mà anh em đang trong quá trình cân lớp chỉnh thước lái. Đây là trong những cái mà mình khuyến khích khách hàng làm, bởi vì mình cũng đi làm giùm khách luôn các bạn. Tại vì những cái này đôi khi khách không có biết chỗ, những cái nơi uy tín, những cái nơi làm mà chất lượng á, thì khách làm những cái nơi hoặc là một số đơn vị họ không làm luôn thì sẽ rất là nguy hiểm luôn hả các bạn. Bên mình lựa chọn những cái nơi uy tín để mang xe tới cho khách hàng và làm, và bên mình trực tiếp theo dõi để đảm bảo khi mà chúng ta bán một cái thành phẩm về mâm hoặc là về lớp thì thực sự là hoàn hảo cho khách ha, không có làm mòn bào mòn chi tiết của khách. Và trong quá trình lắp á, mình còn phải vô cái bộ vòng định tâm nhôm nữa các bạn. Tại vì khi đi theo một cái mâm mình bán cho khách đó, thì nó có vòng định tâm nhựa, nhưng mà vòng định tâm nhựa thì lực nó không có chịu chắc bằng vòng định tâm nhôm ha. Mình đã tặng cho anh khách bộ vòng định tâm nhôm luôn, và những cái này thì mình luôn chia sẻ cho khách trước các bạn. Có những anh khách làm chớp với mình nhiều thì mình có thể tặng hết, còn một số anh khách họ chỉ làm mâm thôi thì mình sẽ chia sẻ mình có thể tặng vòng định tâm nhôm. Còn việc mà cân mâm bấm chì trên thước lái khách hàng phải chịu tiền ha. Anh thợ đã xử lý xong bề mặt của cái lớp thật là phẳng rồi, bây giờ anh sẽ cân lại cái tay lái để làm sao cho nó thẳng luôn so với cái bề mặt của lớp các bạn. Thì đưa lên cái bàn cân nhưng mà sẽ thấy được cái kim đó, và cái bàn cân này sẽ hướng dẫn cho anh thợ là đánh về bên tay trái bao nhiêu độ để cho nó rơi vào cái vùng chuẩn. Thì lúc đó thì cái mặt phẳng và cái lai của cái vô lăng so với lại cái lớp nó sẽ thẳng hàng cùng với nhau ha. Như vậy thì chúng ta sẽ kiểm soát được bốn bánh với lại cái vô lăng, nó sẽ chính xác 100% luôn các bạn, ít nhất phải là 98% ha, để đảm bảo vấn đề khi mà chúng ta vận hành chạy tốc độ cao nó không có bị xẻ hai bên các bạn. Chúng ta nên làm những chi tiết này nha các bạn, và những người nào mà bán mâm bán lớp cho khách hàng thì chúng ta cũng nên khuyến khích cho khách hàng làm những cái này luôn nha. Chứ chúng ta đừng có lấp liếm. Có số đơn vị họ ngại khi mà họ nói ra thì khách hàng sẽ bắt họ tặng luôn các bạn, tặng luôn nó sẽ bị ăn vào lãi gộp, ăn vào cái tiền mà đúng là của đại lý ha, thì lại tặng cho khách luôn. Bên mình thì không ngại việc này các bạn, mình sẽ chia sẻ thẳng với khách hàng luôn. Cái phần nào mình tặng là mình tặng, cái thằng nào mà mình nói với khách hàng làm, khách hàng nhờ mình làm cũng được ha. Chúng ta phải nói để làm sao cho cái xe khách hàng thật sự ổn các bạn. Chúng ta vì một số lợi nhuận ha, chúng ta vì ngại, chúng ta nói ra khách hàng sẽ ép chúng ta tặng, mà khách chúng ta không nói thì như vậy thì cực kỳ nguy hiểm xe cho khách luôn các bạn. Bên mình trên tiêu chí là mình làm xe làm sao phải đạt tiêu chuẩn an toàn nhất cho khách. Mình là người sử dụng xe nên mình hiểu những chi tiết này các bạn. Đôi khi là mình người tính được những chi tiết này, hiểu những chi tiết này quan trọng cỡ nào. Khách hàng họ chỉ biết giao cho mình thôi, họ cũng đâu có biết được là nó như thế nào đâu, nó họ đâu có sống với cái xe, làm với cái xe mỗi ngày giống như mình đâu. Thì cái này chúng ta phải cần đề xuất cho khách, chúng ta phải cần gợi ý cho khách, còn quyết định hay không là của khách ha. Chúng ta làm nghề, chúng ta làm bằng cái tâm của mình, bằng cái sự an toàn, đảm bảo tuyệt đối cho khách nha. Rồi, vậy là mình cũng đã chia sẻ xong một cái combo nâng cấp dành cho xe Ford Raptor màu xám các bạn. Quá đẹp luôn ha. Gồm có mâm, cản trước, cản sau Hummer, đi cùng với đó là cuộn điện Hummer, ghế trượt điện hàng 2, loa trung tâm, súp điện Helix ha các bạn. Một trong những cái món mình nghĩ cũng rất cần thiết khi mà chúng ta nâng cấp xe, độ xe ha. Các bạn có muốn nâng cấp xe, độ xe hay ghé bên AutoStar bên mình, số 8 đường 1A, khu Nhân Trung Sơn, xã Bình Hưng, Bình Chánh. Bây giờ cũng đừng quên like và subscribe kênh YouTube của mình nha. Kênh Bùi Văn Dũng, xin chào và hẹn gặp lại.